Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Mai Phương Beauty and Wellness Center, xăm phun thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm 714-839-8121. Tế bào gốc Biolacell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân. Nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền, 714-839-8121. Chúng tôi cần đại lý khắp nơi. HT Learning Center, sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi. Hustler Casino, Los Angeles. McDonald's, thức dậy sớm là điều không dễ dàng. Vì vậy, hãy thưởng cho mình một ly McCafe mới pha chỉ với 1 đồng tại McDonald's. Được làm từ 100% hạt cà phê Arabica, chỉ 1 đồng cho bất kỳ cỡ nào. McDonald's được một lựa chọn đã tốt, nhưng được hai lựa chọn thì còn tuyệt vời hơn. Chọn hai món bất kỳ trong những món ưa thích như 4 miếng Chicken McNuggets hay McChicken chỉ 2 đồng 50 cent với McPick 2 for 250 của McDonald's. Tiếp tục với các bản tin đáng chú ý ngày hôm nay, một lần nữa Thảo Yên, Hoàng Trọng Thủy cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả về vấn đề di dân. Bây giờ nãy chúng tôi nói chuyện vấn đề thực thi cái pháp lệnh đó, sắc lệnh đó, bây giờ vấn đề ảnh hưởng kinh tế thì sao? Những di dân bất hợp pháp, nhất là ở Santa Ana, họ đổ xô làm những công việc rất là thấp kém để kiếm tiền mặt, chẳng hạn như làm sửa chén, đi cắt hành, nhặt dâu, hái dâu. Cái chuyện gì ảnh hưởng nếu mà họ về nước? Và cái chuyện này họ đang chuẩn bị rồi, bởi vì những người di dân này đó, họ đã ký cái power attorney để nhờ người khác trông coi rằng cái chuyện này họ đang chuẩn bị đó. Trong trường hợp bất cứ lúc nào mà họ bị về Mỹ thì họ sẽ phải chuẩn bị trước. Các nhà hàng Việt Nam, các nhà hàng Mỹ, bởi vì thực sự đó thưa quý vị, nói gì thì nói, cái tình trạng người di dân bất hợp pháp mà họ ở đây được là vì các cơ sở thương mại địa phương thuê mướn họ. Chứ nếu thực sự bây giờ tất cả các cơ sở thương mại địa phương mà một mực không làm việc đó thì cái tình trạng mà di dân bất hợp pháp sẽ vô cùng khó khăn ở Mỹ. Họ không có việc làm. Nếu mà những người mà đứng ở Home Depot mà không có những người nhà thầu contractor mà đến lấy họ đi đó, làm sao mà họ có việc làm, họ sẽ nuôi ai? Cái số tiền của những người di dân bất hợp pháp từ Mỹ mà gửi về cho gia đình ở trong nước không thôi đó, lên đến cả chục tỷ Mỹ Kim hàng năm. Đó là cái thống kê cho thấy. Thì bây giờ nếu mà họ không có việc làm thì chuyện gì sẽ xảy ra? Sắc lệnh của ông Trump bảo đảm sẽ có những cái vấn đề đó. Crackdown. Thực sự cái chuyện đó đã có từ lâu nay rồi, bởi vì cái luật của liên bang là cấm tuyệt đối không được thuê mướn di dân bất hợp pháp hoặc là làm giấy tờ lấy tiền mặt. Thì bây giờ cái sắc lệnh này sẽ tìm kiếm những cái cơ sở thương mại nào và có thể ra thêm những cái lệnh phạt, trừng phạt mới. Cái chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra. Cái vấn đề ảnh hưởng về kinh tế, các nhà làm luật họ cũng đã đưa ra hết rồi. Chưa hết, bây giờ sắc lệnh đã được ban hành nhưng mà liệu rằng các tiểu bang có tuân theo hay không cái đã? Chưa gì hết mà chúng ta thấy học khu Chicago vào ngày hôm nay họ tuyên bố đó. Nếu mà có nhân viên của ICE, tức là nhân viên thực thi pháp luật đến trường á, họ không cho vô. Họ nói ok, bây giờ các anh vô đó, các anh kiếm người di dân bất hợp pháp hả? Các anh đứng ở ngoài đi, các anh cho tôi xem chat tòa, có chat tòa hay không. Và họ nói rằng những người nhân viên này thực thi pháp luật vào trong trường đã phải có chát tòa và phải chứng minh cho họ biết được vào đây để bắt tội phạm. Chứ không phải vào đây để kiếm lục soát để bắt đi những đứa, họ sợ bắt đi những đứa bé đó. Rồi có những người học sinh mà đang học trung học 16-17 tuổi mà con của di dân bất hợp pháp bị bắt đi đó. Thì họ sợ. Đó là Chicago. Ngày hôm nay thì Los Angeles cũng thế, và Pennsylvania, nhiều tiểu bang khác họ cũng nói đó là cảnh sát, cái chuyện này từ trước rồi, nhưng mà cảnh sát sẽ không tham gia chung với cái lực lượng ICE. Tức là có lệnh đó họ cũng sẽ từ chối, bởi vì họ nói họ không có đủ nhân viên để làm cái công việc đó. Cho nên, và chưa kể nữa, Oregon ngày hôm nay tuyên bố cũng sẽ nộp đơn kiện chung với tiểu bang Washington và California và một số các tiểu bang khác sẽ kiện lại cái sắc lệnh này. Ông Bộ trưởng Nội an Kelly ngày hôm nay tuyên bố đó,
nói gì thì nói, cái sắc lệnh này nó cần nhiều năm để thực thi. Chứ sắc lệnh được đưa ra rồi đâu phải được một lúc mà mướn được 10.000, 15.000 nhân viên đâu. Họ nói phải qua một cái tiến trình đào tạo nữa. Đó, nó tương tự như là một cảnh sát, bởi vì họ có mang súng mà. Vâng. Cho nên sẽ được đào tạo rất là chặt chẽ để tránh những cái chuyện đàn áp hoặc là sử dụng vũ lực quá đáng. Cho nên ông Kelly ông nói rằng cái tiến trình mà thực thi cái sắc lệnh của ông Trump nó có thể là cần tới 2 năm hoặc là xa hơn nữa để từ từ thực thi. Nhưng mà ngay lập tức thì mọi các tiểu bang đều phải chuẩn bị, và kể cả các cá nhân mà di dân bất hợp pháp đang ở đây cũng phải chuẩn bị tư thế đi. À, vâng thưa quý vị, có một cái sự việc vừa xảy ra trong vòng vài ngày gần đây ở Anaheim đang gây rất nhiều sự chú ý, khi mà có một người cảnh sát do xảy ra xung đột với một đám thiếu niên tuổi từ 13 đến 15 tuổi, và anh đã móc súng ra và bắn, cho nên là đã gây rất là nhiều sự tranh cãi trong mấy ngày hôm nay, khiến cho hàng trăm người kéo ra đường để mà biểu tình nữa. Thì thưa quý vị, sự việc xảy ra là khoảng 2 giờ 30 phút chiều hôm thứ Ba, cảnh sát ở Anaheim được gọi đến trước cửa một căn nhà gần đường Euclid và đường West Paley, gần với trường trung học Loara. Thì hình ảnh quý vị thấy là cái người đầu trọc ở trong video này đó là một người cảnh sát của LAPD. Anh này ảnh đang off duty, thế nhưng lại xảy ra tranh chấp với một đám thiếu niên 13 đến 15 tuổi. Thì những người có mặt nói là đám thiếu niên này có hơn 10 em lận. Thì đỉnh điểm là khi mà người cảnh sát này túm cổ áo của cậu thiếu niên, cậu này mới có 13 tuổi mà thôi, và rồi anh thò một tay vào ở trong lưng quần và móc ra một cây súng. Người cảnh sát này đã nổ súng, nhưng mà theo lời khai của anh là anh chỉ bắn chỉ thiên mà thôi, và không có ai bị thương cả. Thế nhưng mà cảnh sát Anaheim khi mà đến đây thì đã bắt giữ hai cậu thiếu niên, một cậu 13 tuổi, một cậu 15 tuổi, vì hai em này đã xô đẩy người cảnh sát. Và theo như lời khai của anh cảnh sát thì là cái cậu 13 tuổi đã nói là "I'm going to shoot you", cho nên anh cảm thấy là tính mạng của anh bị đe dọa, cho nên là hai cậu bé này đã bị bắt giữ ở Detention Center. Nhưng mà và hai cậu bé này còn bị cáo buộc là dọa giết cũng như là đánh người nữa. Nhưng mà mẹ của cậu bé 13 tuổi, bà đã nói là lúc đó con trai của bà nói cái câu là "I'm going to sue you" chứ không phải là shoot. Vâng, và gia đình của bà đã thuê mướn luật sư và cho biết là sẽ kiện. Vào chiều ngày hôm qua thưa quý vị, thì đã có hàng trăm người kéo đến trước cửa nhà của anh cảnh sát này và đã gây ra một cái số sự việc, chẳng hạn như là ném đá rồi vẽ bậy ở chung quanh cái khu vực này, và rồi đám người này còn kéo cả ra đường gây trì trệ giao thông gần ở khu vực Disneyland. Thì hôm qua ông thị trưởng của Anaheim đã nói là sẽ có một cuộc điều tra rất là cặn kẽ về cái vấn đề này. Và đây là các tựa đề mà chúng tôi vừa nói liên quan đến một số các thành phố chống lại sắc lệnh của ông Trump. Thứ nhất là cảnh sát của thành phố New York và ông cảnh sát trưởng đã nhắc những nhân viên của mình. Ông cảnh sát trưởng nói với tất cả các cảnh sát là không có giúp đỡ những nhân viên ICE thực thi di trú đó, bắt bớ những người nào mà là di dân bất hợp pháp. Nếu mà cái người di dân bất hợp pháp đó không tạo nên các sự về hiểm họa hoặc là nguy hiểm cho công chúng, đó là một trong những cái điểm chính được đưa ra. Nếu mà người di dân bất hợp pháp đó bắn người án mạng, cướp bóc thì cảnh sát sẽ cần phải giúp đỡ. Tuy nhiên bất thình lình bị xét giấy tờ rồi bị bắt thì là không được chấp nhận. Trong khi đó ở tại quận Cam này, hàng chục gia đình di dân bất hợp pháp, mặc dù họ không có dùng cái chữ illegal immigrant, nhưng mà những người phụ huynh này đã cho phép người thân của họ có thể đến đón con của họ ở trường, vào chương mục ngân hàng để trả tiền thuê mướn. Thí dụ như là họ mướn một căn phòng cho gia đình 4 người, 5 người ở, thì nếu mà họ bị bắt thì ai sẽ trả tiền nhà cho mấy đứa nhỏ, thì cho phép những người này vào trong chương mục để lấy tiền trả. Ở Philadelphia,
những người mà di dân bất hợp pháp đó, trong cái túi của họ, trong bóp của họ mang theo một bản tiếng Anh nhưng mà đã được dịch sang tiếng Tây Ban Nha, Know Your Rights, biết về quyền của mình, nếu trong trường hợp họ bị các nhân viên của sở thực thi di trú chặn lại, thưa quý vị. Đó. Rồi chưa hết, những vị hiệu trưởng của học khu của các trường ở học khu Chicago ngày hôm nay tuyên bố không để cho nhân viên của ICE đi vào để kiểm soát hoặc là bắt bớ. Đây là tất cả những cái biện pháp. Mặc dù chưa có cái gì xảy ra hết á, chưa có gì hết, thì nhưng mà đã có những cái biện pháp này để ngăn ngừa trong trường hợp cần thiết. Chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo gửi đến thêm quý vị các bản tin đáng chú ý trong ngày quý vị nhé. Chương trình này được mang tới bởi McDonald's. Vượt qua cả những ngày khó khăn nhất với một ly mặt cà phê trong tay. Mặt cà phê của McDonald's được pha mới mỗi 30 phút và chỉ 1 đồng cho bất kỳ cỡ nào. McDonald's được một lựa chọn đã tốt, nhưng được hai lựa chọn thì còn tuyệt vời hơn. Chọn hai món bất kỳ trong những món ưa thích như 4 miếng Chicken McNuggets hay McChicken chỉ 2 đồng 50 cent với McPick 2 for $2.50 của McDonald's.